chào tất cả các bác để đến với kênh audio x17 nhá thì uh, ngày hôm nay em uh, sẽ review chi tiết hơn kỹ hơn về cái dòng loa lh này cho tất cả các bác luôn này thì uh, một số bác vẫn đang còn rất là lăn tăn về cái dòng loa này và các bác cũng đang muốn uh, em review chi tiết kỹ hơn về cái dòng loa rcf này cho tất cả các bác cùng uh, uh, xem qua cái uh, hình dáng ở bên ngoài cũng như là cái nội thất phía bên trong thay vì những bộ livestream thì uh, bọn em gần như là cứ lưu qua các bác rất là chóng mặt đúng không và ngày hôm nay em sẽ À, lên sóng em sẽ review chi tiết kỹ hơn cho tất cả bác cùng xem qua cái dòng loa LDH các bác nhé sử dụng toàn bộ driver của RCF ở à, đây là một cái dòng loa thùng cân thì như cái dòng loa này em đã nói với tất cả bác rồi đây hiện tại em đang trong quá trình vệ sinh các bác nhé ví dụ như bác nào đang quan tâm muốn yêu thích cái, cái dòng loa này nhưng mà các bác không thấy màu trắng các bác thể chuyển đổi qua màu đen thì các bác cứ, cứ, báo cho em nhé em sẽ hỗ trợ chuyển qua màu đen cho tất cả bác luôn à, em sẽ sử dụng những cái đôi loa màu nâu này là các bác này em sẽ sử dụng những cái đôi loa màu nâu này và em sẽ chuyển qua cái màu đen cho tất cả các bác luôn nhá. À, loa này rất là đẹp luôn À, thì à, em sẽ báo giá nhanh cho tất cả bác luôn này Loa này hiện tại em đang bán là 15 triệu 500 nghìn đồng cho một cặp các bác nhá Đấy bác nào đang quan tâm yêu thích cái dòng loa RCM này các bác liên hệ luôn cho em <laughs> Với cái bản này à, Với cái bản này thì à, năm trước à, Gần giữa, giữa năm trước khoảng tháng 8 tháng 9 hoặc tháng 10 năm trước Bọn em đang bán một cái à, dòng à, RCF sử dụng một cái à, bát à, và tép cũng phiên bản này luôn Và công suất của nó sẽ thấp hơn à, 700W à, Cũng mà bán cho tất cả các mức giá là 15 triệu Tới 15 triệu 500 rồi đúng không ạ Và năm nay bọn em vẫn sẽ giữ nguyên cái mức giá đó Để bán hỗ trợ tất cả bác luôn Với mức giá là 15 triệu 500 nghìn đồng cho một đôi loa này các bác nhá Thì loa này nó sẽ sử dụng cho mình một nước sơn uh, uh, sơn 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 màu trắng các bác nhá Sơn sơn màu trắng và lỗ thông hơi sẽ là lỗ thông hơi phía trước các bác nhá lỗ thông hơi phía trước các bác yên tâm bác nào mà sợ phải để ngóc ngách nhà mình với cái lỗ thông hơi phía sau thì bác yên tâm Lo này sử dụng lỗ thông hơi phía trước cho tất cả bác luôn đây các bác này các bác nhìn cái nẹp bị nóc không Đấy, cái nẹp bị nóc ngày hôm qua nhìn gọi như là chưa vệ sinh nhìn khá là lem nhem đúng không ạ? nhưng mà cái này đúng là nó lại nóc thật các bác ạ lau qua một cái nó sạch luôn mà bác nào muốn sáng bóng như vậy các bác là cái trà nổi ấy không sợ trời đâu các bác nhá các bác có lấy cái trà nổi các bác trà cho em bỏ cho mình ít nó rửa chén vào nữa các bác trà gọi như là sáng trưng luôn đấy, đẹp cực kỳ luôn. À, thùng vách của loa này các bác này. À, thùng vách của cái dòng loa đây. À, model của nó là TQ12 các bác nhá. À, TQ12 à, rất là đẹp luôn. À, new lưu các thứ gần như mọi thứ nó cực kỳ là hoàn hảo luôn các bác ạ. À, đấy, đây là cái uh, tem phía trước của cái dòng này đây các bác này. Dòng này sẽ có một cái tem góc của LDH này. À, dưới này là một cái tem của LDH, tem đặc trưng của LDH các bác nhá. À, LDH Audio. Ờ, phía sau của của dòng loa thường ra ví dụ các bác có hỏi uh, uh, cho xem cái chạm phía sau để đọc thông số thì em mới thật sự các bác là với cái chạm này nó không có gì để cho các, tất, cả các bác đọc được ok chưa thì với cái dòng loa TQ12 uh, này thì các bác có thể lên website các bác đọc được Gần <laughs> như đầy đủ hết thông số luôn Một lát em sẽ đọc cho thông số cho tất cả các bác cùng luôn nhé Hoặc là bác nào có thể vào uh, Google các bác search TQ12 này lên sẽ lên đầy đủ thông tin luôn cho tất cả các bác luôn này à, Các bác nhìn này, đây đấy, đọc thông tin của nó đây các bác này uh, Made in này uh, Medibay LDH Professional Audio Factory in China ở Dòng loa này được sản xuất, nhà máy này được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé Loa này được sản xuất tại nhà máy đặt ở tại Trung Quốc Và được áp dụng bởi công nghệ của Italia RCF luôn này à, các bạn này Đấy Các bạn nhìn thấy không, đẹp không ạ DQ12, đây các bác này Thông số của cái dòng loa này các bạn nhé Đây cho các bạn xem qua cái cái thông số của dòng loa đây Đây là các bạn TQ12 Đấy loa loa là dòng loa hai chiều. À, dòng loa công suất uh, hiệu suất công suất cực khủng luôn. Đấy. À, công suất của con này lên tới uh, 750W cho một quả các bác ạ. 750W cho một quả và công suất uh, mắc của nó lên tới 3000W. Tính khủng chưa? À, độ nhạy uh, của nó là 100 decibel. À, độ nhạy liên tục là 129 dB và để độ nhạy mắc của nó lên tới 133 dB các bác nhá. À, một thông số khá ấn tượng như một đôi loa này. Thì với đôi loa này các bác có thể sử dụng chơi sự kiện quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cũng phải nói thật sự với các bác là dòng loa này chơi sự kiện thì giá nó chúi thật. ra à, giá nó chúi 15 triệu 500 000 đồng cho một đôi loa này. Nếu như mà các bác lại xác định chơi sự kiện ít ra các bác phải bỏ khoảng lấy hai đôi các bác chơi ít nhất phải hai đô các bác chơi chơi sự kiện được còn ví dụ như mà bác nào mà sử dụng gia đình hay là sử dụng ở không gian rộng thì các bác chơi một đôi loa này thì quá là thoải mái luôn các bác nhá à, quá là thoải mái luôn đây là cái tâm hồn và cái nhịp đập của đôi loa này con này nó được sử dụng quả tép cd 400 trăm bác nhá à, cd 400 trăm à, củ tép rất là đẹp luôn từ tiếc các thứ của nó rất là rời các bác này từ cái trên này là cái cái từ nóc của nó sáng trưng luôn các bác này à, và cái từ tính năm trăm của nó đây nhìn rất là rời luôn đúng không ạ cực kỳ là đẹp và hấp dẫn luôn các bác nhá Mọi thứ gần như là nó đang còn rất là hoàn hảo cho một đôi loa Đấy, Loa này em đang bán là 15 triệu uh, 500 Đây là cái bát của nó đây các bác này Đấy, Bát của, uh, của uh, RCF này uh, Đây là cái dòng phiên bản bát MB12X351 Đây là cái dòng phiên bản của nó là cái dòng bát cao cấp Khá là cao cấp Và gần như là nó là dòng cao cấp nhất của dòng loa bát 30 Đấy, Dòng loa bát 30 Cho cái uh, cái cái model là MB12X315 này các bác nhá. Thì uh, trên con bát này thì nó sẽ là, là cái dòng bát này Công suất của bát sẽ là 700 Đấy, công suất công suất của bát là 700 mà công suất max của bác sẽ là 1400. Đấy, PGM của nó là 1400 các bác nhá. À, con này thì trên bác của nó là giải tần của nó tên là 45 Hz tới 20k à, tới 2.5k Hz. Đây là sử dụng cho mình bác. Còn nguyên một cái combo full loa này nó sẽ cái cái giải tần của nó sẽ là 50 Hz tới 20k Hz các bác nhá. Thì con này nó sẽ sử dụng quả côn là quả côn 76 các bác. Đấy, quả côn 76 loa thì phải nói thực sự các bác các bác nhìn cái quả từ nó đẹp không ạ? xuất sắc luôn các bác ạ đúng phải dùng một từ là xuất sắc luôn một đôi loa khá là đẹp và chất lượng luôn Đấy. loa này mà các bác mà sử dụng vào cái diện tích mà khoảng 35 quay mét vuông quay đầu thì các bác chơi một đôi loa này quá rực rỡ luôn ba làm bốn mét vuông nó vẫn nhá được các bác nhá đẹp cực kỳ luôn phân tần các bác này phân tần đặc trưng của của LDH sử dụng ba cuộn cản các bác nhá sử dụng ba cuộn cản này Chữ chở là chở nhôm này các bác này chở nhôm mạ đồng hết các bác nhá năm con chở nhôm mạ đồng này tụ của nó đây các bác này À, sử dụng uh, 4 tụng 5 tụng à, 4 5 tụng rất là to luôn à, dây dây loa là siêu siêu to luôn các bác này à, dòng này nó sẽ là dòng uh, nó có cái đầu ghim vào bát này các bác nhá đấy nó không phải là sử dụng là mình cái dây dây chơ mà dòng này nó sẽ ghim vào luôn cho các bác luôn à, đẹp lắm con này được quá là chất lượng luôn rồi à, dây rất là to các bác này dây con này chắc nó phải dùng dây 4 chấm à, dây bốn chấm bông là sử dụng bông bông màu lông chuột các bác nhá à, bông tương là bông màu lông chuột sám lông chuột. Thì với những cái dòng phiên bản mà sử dụng bông không phải là bông bông nào, không phải cứ là RCF là bông xám lông chuột các bác nhá, các bác lưu ý giúp em nhá. Nó phải theo đời. Đấy, cứ có thể là đời này nó sẽ là bông màu xám lông chuột, đời trước đó sẽ là lông màu trắng hay là lông màu đen là đó còn tùy. không phải là lông màu xám lông chuột là xịn đâu các bác ạ. À. Không phải xám lông chuột là xịn mà xám lông chuột hay là màu trắng thì nó lại đi theo đời các bác nhá. các bác lưu ý giúp em với. Sẽ không có nhiều ông lại cũng vào cũng quảng cáo tất cả bác là bông sám lông chuột nhưng các bác phải hết sức lưu ý này đấy nó sẽ đi theo đời còn ví dụ như bác nào mà muốn biết đời nào nó sử dụng màu bông nào thì các bác cứ liên hệ luôn chị em em sẽ uh, hỗ trợ cho tất cả các bác luôn nhá uh, các bác có thể không mua ở cửa hàng em các bác có thể lựa chọn một cái cửa hàng khác để các bác chọn những dòng sản phẩm mà các bác yêu thích đấy thì các bác cũng cứ liên hệ luôn chị em em sẽ hỗ trợ à, nếu như em hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ chỗ nào rẻ hơn uy tín và chất lượng thì các bác cứ lựa chọn các bác nhá uh, và em nói thật sự với bác này với cái dòng phiên bản RCF thì họ làm nhái cực kỳ nhiều đấy rất là nhiều những cái dòng phiên bản hàng nhái cho cái phiên bản rcep À, nên các bác mua hàng các bác phải thực sự tỉnh táo à, những người khách hàng là phải luôn luôn phải đặt cho mình một cái ngưỡng gọi như là sáng suốt để quyết định lựa chọn một cái đôi loa ví dụ như đôi loa này nó là một triệu rưỡi thì không có gì cả lăn tăn cả à, coi như mình bỏ ra một triệu rưỡi để mình mua một bài học nhưng mà đôi loa lên tới 15 triệu à, 15 triệu 500 các bác ạ Nên là các bác phải thực sự là phải sáng suốt Ví dụ như một đơn vị khác đi Họ bán một đôi loa này cùng mua đeo này Nhưng mà biết đâu đó họ bán chỉ có khoảng 12 tới 13 triệu đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là mình phải xem được cái chất lượng của cái dòng loa đó và cái chính sách đổi trả của họ như thế nào. Khi mà phát hiện hàng giả, hàng nhái thì em rất sự các bác là khi họ đã lừa được bác rồi thì các bác gọi điện thoại để mà trả hàng hay đổi hàng thì cực kỳ là khó luôn. Đấy, nhiều khi em nói thật sự bao nhiêu khi còn bị ăn chửi nữa cơ. Đấy, em khẳng định với tất cả bác, tất cả bác luôn nhiều khi còn bị ăn chửi nữa cơ. Đừng có nói là vấn đề trả hàng các bác nhá. loa này thì rất là đẹp luôn. Bác của nó đây là bác này. Bác nó các, các bác nhìn đẹp không? Với dầu của RCF thì nó khá là thô dầu thường họ sẽ để thô để mộc như vậy các bạn và cái dòng phiên bản RZ này thì uh, nó đặc biệt hơn Đấy, dòng này nó sẽ đã sử dụng cái màng chống nước rồi các bạn này Cái màng này sử dụng màng chống nước các bạn này ốp lồi chống nước luôn nhá gần gần hai sóng gần tấm dầu rất là mềm rồi các bạn này à, các bạn nhìn thấy nó mềm mại không nhún cực sướng luôn các bạn nhá Đấy à, nhìn nó đẹp và chất lượng như thế này cơ mà đúng không ạ bác nào đang quan tâm yêu thích cái dòng loa này liên hệ luôn chính vì vậy theo số điện thoại em để ở phía dưới màn hình các bạn nhá số điện thoại em là chín 157 314 bác nào quan tâm thì cứ yêu thích thì cứ liên hệ luôn nha em đây số điện thoại em này bác nào quan tâm yêu thích liên hệ luôn nha em nhá mặt sau của nó cái 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 cái, cái chạm này phía sau của nó, sẽ được là mặt trắng hương các bác ạ. nhìn đẹp cực kỳ luôn ok chưa ạ dòng loa này nó đang bán là 15 triệu 500 nghìn đồng cho một đôi bác nhá bác nào quan tâm yêu thích liên hệ luôn chính các bác nhá cảm ơn tất cả bác rất nhiều nếu bác thấy video hay và nghĩa cho xin một like một đôi đăng ký kênh nhận có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả bác cảm ơn tất cả bác rất là nhiều ạ xin chào tất cả các bác